Một ngày ăn hết ba quán phở độc nhất vô nhị ở Hà Nội gồm phở bay, phở bưng và phở đếm. Nên thử một lần biết đâu lại mê mẩn không lối thoát. Đầu tiên thì cùng mình đi thử phở bay. Đây cũng chính là quán phở mà mình thích nhất. Ở đây không những độc lạ về tên quán mà còn độc lạ về món ăn cũng như anh chủ siêu cute. Phở ở đây không phải là phở bình thường như các nơi khác. Phở ở đây có những món cùng các loại topping đa dạng điển hình như bò viên trứng muối. Chắc Hà Nội chỉ ở đây mới có. Quán mở mỗi buổi sáng tầm 1 giờ chiều đã hết đồ rồi. Thấy có nhiều bạn kêu than đến đây phải xếp hàng lấy số đợi gần cả tiếng mới có đồ. Nhanh chí gần 1 giờ lúc hết đồ rồi thì mình mới đến. Úi giời, anh chủ bê nguyên bao tô phở trên con xe thăng bằng như kiểu đang biểu diễn siếc phải gọi là đỉnh. Chắc vì thế mới gọi là phở bay đấy. Đầu tiên thì cũng gọi xương xương một bò viên trứng muối. Cắt ra bên trong quả trứng muối nó vàng tươi. Có cả nước sốt riêng thần thánh chấm cùng với bò viên. Nước sốt kiểu cay nhẹ có tí ngọt, đúng hơn là giống nước chấm chấm với hải sản ý. Rồi đừng có ai tham lam gọi một tô phở full topping này như mình. Thế một tô này phải hai người ăn mới hết cơ. Bảo một tô phở 190 cành chắc ai cũng như là đắt, nhưng với tô này thì không hề đắt đâu. Nó đáng đồng tiền bát gạo thì khỏi cãi. Mà quán này kỳ cục ghê, bán phở kiểu gì mà phở đâu không thấy. Thấy toàn thịt là thịt, còn rất nhiều loại nữa ăn ngập mồm mà không hết. Mắc mớ gì đi ăn phở chưa được miếng phở nào mà đã no thịt. Nước dùng thì ngọt thanh kiểu nhẹ nhàng. Topping thì nhiều loại quá nên mọi người xem trong clip mình có quay nha. Ăn nhiều quá giờ lú không nhớ gì nữa hết. Nghe bảo anh chủ ở đây có câu cửa miệng: cứ hết lòng với khách, khách sẽ hết tiền với bạn. Ngoài phở ra, món sốt vang ở đây còn có phần đầu lõi ngon và hiếm phết nha. Tiếp nối quán phở thứ hai chính là phở bưng. Ăn phở ở đây rất khổ, xếp hàng đông kín. Phải bưng bát phở nóng mỏi cả tay từ đầu đến cuối vì không có bàn. Nhưng nhiều khách đến đây lại vui lòng để được hưởng cái khổ ấy. Quán này thì mở chiều tầm 3:30. Trước ở đây thì không có bàn ghế đâu, nhưng giờ hình như ở trên tầng 2 thì đã có rồi. Bảo là phở bưng nhưng mình thấy đây là phở khổ ấy. Phở ở đây chỉ bán duy nhất một loại chính là phở bò chín. Ngoài ra có thể gọi quẩy ăn kèm. Nước dùng ở đây thì ngọt thanh, trong và thơm phức. Bánh phở dẻo, thịt bò vừa nạc vừa mỡ thái mỏng và mềm. Trời mùa đông xí sụp bát phở như này thì ấm áp cực. Nhưng mà mùa hè thì ôi thôi, nhìn mình là biết nóng xỉu như nào. Nên cuối cùng phi qua quán phở thứ ba chính là phở đếm. Sở dĩ hàng này được gọi là phở đếm vì hồi xưa bà chủ thường hay cân đo đong đếm từng miếng thịt rồi cho vào bát của khách cho đều. Hôm trước đứa em mình còn đùa và bảo: phở này là phở kẹt xỉn chứ phở đếm gì. Quán này bán 20 giờ, sáng thì từ 6 đến 11 giờ, chiều thì từ 4:30 đến 10:30. Thấy bảo buổi chiều là anh con trai của bà chủ bán. Menu ở đây thì cũng có tầm chục loại. Nay mình đến thì gọi một bát phở chín sốt vang. Bánh phở ở đây thì kiểu mềm và không bị nát. Nước phở trong nhưng không phải kiểu nhạt nhẽo, cũng khá là thơm. Theo mình thấy điểm đặc biệt nhất ở đây chính là miếng thịt chín thái đều và vuông vức và được xếp tỉ mỉ, đủ để thấy sự kỹ tính của người bán hàng. Chả biết bà chủ hồi xưa có đi quân đội hay không, nhìn lại nghĩ đến cái kiểu gấp chăn trong quân đội. Phở thì cho thêm cả nước sốt vang nữa nên khá là đậm đà. Nếu để xếp hạng ba quán phở này từ cao đến thấp thì tất nhiên đầu tiên mình sẽ chọn phở bay, tiếp theo đấy chính là phở đếm, và thứ ba cuối cùng chính là phở bưng. Thêm một quán phở mình nghĩ cũng khá là độc lạ chính là phở gánh, nhưng mà chưa có cơ hội để quay. Và theo mọi người trong ba quán này thì mọi người thích quán nào nhất? Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh YouTube Ngon Food nha.